bây giờ tất cả nhà mình, đội nhà mình lên kia. Nhà mình lên kia, nhà kia làm sát. Tất cả nhà mình lên kia làm sát. Chúng tôi sẽ nhắc lại, sau đây ban quản lý sân sẽ tiến hành tới mặt cỏ để đảm bảo chất lượng mặt sân. Đề nghị các bà con và khán giả chúng ta di chuyển khỏi khu vực sân vận động. Xin cảm ơn. Cái con áo trắng như là con lợn bố anh có đá đấy nhỉ? Thank you.